chánh biến tri, minh hạnh tốt, thiện thể, thế gian giải, vô thường sự, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Gotama, đảnh lễ chánh pháp Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy Nikaya. Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Gotama là một trong những bậc thánh không khen mình, không chê người. Ngài là thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dẹp pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Ngài xuất gia từ bỏ gia đình quyến thuộc, từ bỏ rất nhiều vàng bạc, bỏ cả loài đang chôn dưới đất lẫn loài trên mặt đất. Ngài xuất gia trong tuổi thanh niên tóc còn đen nhánh, trong tuổi trẻ đẹp của thời niên thiếu, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, dầu song thân không đồng ý, khóc than nước mắt thấm ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ngài đẹp trai khả ái, làm đẹp lòng mọi người với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng, có đức hạnh, gìn giữ đức hạnh của bậc thánh, có thiện đức, đầy đủ thiện đức, thiện ngôn, dùng lời thiện ngôn, lời nói tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bẹ phiều phào, giải thích nghĩa lý minh xác, là bậc tôn sư trong các hàng tôn sư của nhiều người. Ngài đã diệt trừ tham dục, đã diệt trừ mọi xao động của tâm. Ngài chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp. Ngài xuất gia từ chủng tộc cao quý của dòng họ Sát Đế Lỵ Thanh Tịnh, là chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản sung mãn, dân chúng băng ngàn vượt biển, băng qua nhiều địa phương, băng qua nhiều quốc độ để đến hỏi đạo với Ngài. Có hàng ngàn chư thiên đến quy y với Ngài. Tiếng đồn tốt đẹp về Ngài được truyền đi. Ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, ứng cung, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thường sự, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại nhân. Ngài nói lời chào đón thân thiện, tao nhã, trang trọng, chân trực, thẳng thắn. Lời nói có dẫn chứng, được bốn chúng kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Rất nhiều thiên nhân kính lễ Ngài, tín ngưỡng Ngài. Ngài ở tại làng nào, thôn ấp nào mà Ngài cư trú, tại làng ấy, tại thôn ấp ấy, các hàng phi nhân không làm hại loài người. Ngài là giáo hội chủ, giáo phái sư, được tôn là tối thượng trong các giáo tổ. Danh tiếng của Ngài dựa trên trí đức vô thượng. Vua Bimbisara nước Mangara và vua Basenaji nước Kosala cùng với vương tử, cung phi, thị tùng đều quy y với Ngài và kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ Ngài, trọng vọng Ngài. Bà La Môn Phohara Sati cùng với vợ con
thì giả vào rất nhiều bà la môn khác đều quy y với ngài, kính trọng tôn sùng, chiêm ngưỡng kính lễ trọng vọng ngài. Ngài thiệu dụng chi túc nghiêm túc, có đại thần lực, có đại uy lực mà không tự mình tỏ lộ. Ngài là bậc trí giả, kiến giả, siêu nhân, thượng nhân, bậc trí đức viên mãn. Chúng con xin đành đồng tâm cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thật vi diệu thay thánh pháp Nikaya, nay phước duyên con được thọ trì lời Phật thuyết cho người hướng thượng, rất thiết thực từ xưa đến nay. Đấng đại hùng đại lực Thích Ca, ngài đầy đủ đức tánh cao thượng, hướng chúng sinh đi vào nẻo chánh, xa lìa trầm luân cảnh khổ đau, bờ giải thoát thông dong tự tại. Ôi Thế Tôn vĩ đại cao siêu, xin cho con đọc thông hiểu rõ lời sâu màu thường trí Như Lai. Nam mô Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy Nikaya. Kinh Trung Bộ tập 1 Mahima Nikaya thứ 51, Kinh Kada Raka Daka Raka Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Cam Bà trên bờ hồ Ganga Rà cùng với đại chúng tỳ kheo, rồi Ba Sa Be Sa, con trai người huấn luyện voi, và du sĩ Gandaraka đi đến chỗ Thế Tôn ở. Phe Sa, con trai người huấn luyện voi, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Còn du sĩ Gandaraka nói lên với Thế Tôn những lời hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời hỏi thăm thân hữu rồi đứng một bên, du sĩ Gandaraka đứng một bên. Sau khi nhìn quanh chúng tỳ kheo đang giữ im lặng, thật im lặng, liền bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật hy hữu thay tôn giả Gotama, chúng tỳ kheo này được tôn giả Gotama chân chánh hướng dẫn. Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, không biết quý vị Thế Tôn ấy đã có một chúng tỳ kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị thấy chân chánh hướng dẫn. Như nay chúng tỳ kheo được tôn giả Gotama chân chánh hướng dẫn, tôn giả Gotama, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong tương lai, không biết quý vị Thế Tôn ấy sẽ có một chúng tỳ kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy sẽ chân chánh hướng dẫn. Như nay chúng tỳ kheo được tôn giả Gotama chân chánh hướng dẫn. Thật sự là vậy, này Gandaraka, thật sự là vậy, này Gandaraka, này Gandaraka, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, những vị Thế Tôn ấy đã có một chúng tỳ kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy chân chánh hướng dẫn. Như nay chúng tỳ kheo được ta chân chánh hướng dẫn, này Gandaraka, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời tương lai, những vị Thế Tôn ấy sẽ có một chúng tỳ kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy chân chánh hướng dẫn. Như nay chúng tỳ kheo được ta chân chánh hướng dẫn, này Gandaraka, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mạng, các việc nên làm đã làm,
đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã trừ tận trừ hữu ký sự, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Này Kandaraka, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo là bậc hữu học, giới luật kiên trì, giới hạnh kiên trì sáng suốt, hành nghiệp sáng suốt, sống với tâm khéo an trú bổn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây này Kandaraka, tỳ kheo sống quán thân chân thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, để nhiếp phục tham u trên đời. Sống quán tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham u trên đời. Sống quán pháp trên cả pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham u trên đời. Được nghe nói vậy, Phe Sa con trai người huấn luyện voi Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thai Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai Bạch Thế Tôn, bốn niệm xứ này đã được Thế Tôn khéo trình bày để chúng sanh được thanh tịnh, để sầu bi vượt qua, để khổ ưu được diệt trừ, để chánh lý được thành đạt, để niết bàn được chứng ngộ. Bạch Thế Tôn, chúng con là hàng tại gia mặc đồ trắng, thỉnh thoảng chúng con sống khéo an trú tâm vào bốn niệm xứ này. Ở đây Bạch Thế Tôn, chúng con sống quán thân trên thân, nghiệp tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham u ở trên đời. Chúng con quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham u trên đời. Chúng con quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham u trên đời. Chúng con sống quán pháp trên cá pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham u trên đời. Thật vi diệu thai Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiểu được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sanh. Trong khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy, Bạch Thế Tôn, rối ren thai như loài người, Bạch Thế Tôn, cởi mở thai như loài thú vật, Bạch Thế Tôn, con có thể nhiếp phục con voi một cách khiến con voi ấy mọi khi đi hay đến cam bà, liền trình bày sự gian dối, liền trình bày mọi sự gian dối, giả dối, xảo trá, xảo huyệt. Nhưng Bạch Thế Tôn, những người đầy tớ của chúng con, những người phục dịch, những người làm công thân hành, họ làm một cách khẩu hành, họ làm một cách ý hành, họ làm một cách khác nữa. Thật vi diệu thai Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sanh. Trong khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy, Bạch Thế Tôn, rối ren thai như loài người, Bạch Thế Tôn, cởi mở thai như loài thú vật. Như thật như vậy này Bê Sa, thật như vậy này Bê Sa, rối ren thai như loài người, cỡ mở thai như loài thú vật. Này Bê Sa, có bốn hạng người này có mặt ở trên đời. Thế nào là bốn? Ở đây này Phe Sa, có người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Ở đây này Bê Sa, có người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây này Bê Sa, có người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình.
vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây này phe xa, lại có người vừa không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ người, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Người ấy không sự tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Ngay trong hiện tại, không tham dục, tịch tình, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã chú vào phạm thể. Này phe xa, bốn hạng người này, hạng người nào được tâm ông thích nhất, ý nhất? Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này tâm con không thích ý. Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này tâm con không thích ý. Bạch Thế Tôn, hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này tâm con không ý thích. Bạch Thế Tôn, hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, hạng người không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không có tham dục, trực tình, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, từ ngã trú vào phạm thể. Phạm người này tâm con ý thích. Này Thế Sa, vì sao ông không thích ý ba hạng người này? Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này hành khổ mình, hành hạ mình, trong khi tự ao ước lạc, nhàm chán khổ, do vậy tâm con không ý thích hạ người này. Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này hành khổ người khác, hành hạ người khác, trong khi các người khác ao ước lạc, nhàm khổ chán, do vậy tâm con không ý thích hạng người này. Bạch Thế Tôn, hạng người vừa hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này hành khổ hành hạ mình và người khác, trong khi mình và người khác ao ước lạc, nhàm chán khổ, do vậy tâm con không ý thích hạng người này. Nhưng Bạch Thế Tôn, người vừa không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, hạng người này không hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch mình, tịch tình, cảm thấy mát lành, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Do vậy con thích ý hạng người này. Và nay Bạch Thế Tôn, chúng con phải đi, chúng con có nhiều công cụ, có nhiều công việc phải làm. Này Ba Xe Na Di, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Ba Xe Na Di, con trai người huấn luyện voi, hoan hỷ tinh thọ lời Thế Tôn dạy. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi đi ra. Rồi Thế Tôn, sau khi Ba Xe, con trai người huấn luyện voi, ra đi không được bao lâu, liền nói với các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, Ba Xe con trai người huấn luyện voi là bậc có trí. Ba Xe con trai người huấn luyện voi là người có đại trí tuệ. Này các tỳ kheo, nếu Ba Xe con trai người huấn luyện voi ngồi thêm một chút nữa, cho đến khi ta phân tích rộng rãi hơn bốn hạng người này, thời anh ta sẽ thâu được nhiều lợi ích. Tuy vậy, này các tỳ kheo,
ba xe con trai người huấn luyện voi, như vậy cũng đã thâu đạt được nhiều lợi ích. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời để Thế Tôn phân tích rộng rãi hơn bốn hạng người này. Sau khi Thế Tôn, các tỳ kheo thọ trì, sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo thọ trì, vậy này các tỳ kheo, hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ giảng. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, thế nào là hạng người hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình? Ở đây, này các tỳ kheo, có người sống lọ thể, phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu lui tới bước tới, đi khất thực không chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi miệng nồi, không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giả gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang giao cấu người đàn ông, không nhận đồ ăn đi khuyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá hay thịt, không uống rượu nấu rượu men, vì ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn bảy nhà, hay vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, ăn gia vụn, ăn rong nước, ăn bột tắm, ăn ván gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị ấy ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để xong. Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tận liệm rồi quăng đi, mặc vải phật tạo y, mặc vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bệnh bằng từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lông cừu. Vì ấy là người sống nhổ râu tóc, là người chuyên sống nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng từ bỏ chỗ ngồi, là người cho họ ngồi cho họ, chuyên sống theo hạnh ngồi cho họ một cách tinh tấn, là người dùng ga làm giường, thường nằm ngủ trên giường gai, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Như vậy, với nhiều hình thức, vị ấy sống tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này các tỳ kheo, có người giết trâu bò, là người giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, thợ đánh cá,
trộm. Người xử tử các người ăn trộm, cai ngục và người làm các nghề độc ác khác. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Thế nào, này các tỳ kheo, thế nào là hạng người vừa hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người? Ở đây, này các tỳ kheo, có người làm vua thuộc giai cấp sát đế lỵ, đã làm lễ quan đảnh hay một và la môn triệu phú. Vị này cho xây dựng một giảng đường mới về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp áo da thô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính và một bà la môn tế tự. Rồi vị ấy nằm xuống dưới đất trống trơn, chỉ có lát cỏ. Vị vua sống với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng một màu sắc. Bà vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai, và vị bà la môn tế tự sống với sữa từ vú thứ ba, sữa từ vú thứ tư dùng để tới lửa. Còn con bò con thì sống với đồ còn lại. Vị vua nói như sau: hãy giết một số bò đực để tế lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số nghé cái để tế lễ, hãy giết một số dê để tế lễ, hãy giết một số cừu để tế lễ, hãy chặt một số cây để làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một số cỏ đa ba để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, những người phục vụ, những người làm công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các công việc như vậy. Này các tỳ kheo, được gọi là hạng người vừa hành khổ, là hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, chuyên tâm không hành khổ người? Hạng người này không tự hành khổ mình, không hành khổ người, hiện tại sống không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lành, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Ở đây, này các tỳ kheo, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán chánh đẳng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vua thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như Lai khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này với thế giới ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với sa môn, bà la môn, như thiên nhân lại tuyên bố điều ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn cụ, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thánh tịnh. Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện, nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ đời sống gia đình này, những triền phượng con đường này, những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, thật không dễ gì một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh. Hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh,
trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo ca sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo ca sa và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh sống các tỳ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kim, biết xấu hổ, sợ hãi, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Vì ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Vì ấy từ bỏ đời sống không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, tránh xa dâm dục hạ tiện. Vì ấy từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật. Liên hệ đến sự thật chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt đời. Vì ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia sẻ ở những người này, nghe điều gì ở những người kia, không đi đến những người này nói để sanh chia sẻ ở những người kia. Vì ấy sống hòa hợp với những kẻ ly gián, không khuyến khích. Vì ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Vì ấy từ bỏ nói độc ác, tránh xa nói độc ác, nói những lời dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. Vì ấy nói những lời, nói như vậy. Vì ấy từ bỏ phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói pháp, nói luật, nói những lời đáng được gìn giữ, nói những lời hợp thời, hợp lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Vì ấy từ bỏ làm hại đến các hột giống và các loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ các món ăn phi thời, từ bỏ đi xe múa hát nhạc, cuộc trình diễn, từ bỏ dùng vòng hoa hương liệu dầu thoa trang sức và các thời trang, từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận vàng và bạc, từ bỏ nhận các hạt giống, từ bỏ nhận thịt sống, từ bỏ nhận đàn bà con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ nhận cù và dê, từ bỏ gia cầm và heo, từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng đất đai, từ bỏ dùng người làm môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ bỏ buôn bán, từ bỏ các hạt sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạn, trộm cắp, cướp phá. Vì ấy sống biết đủ, bằng lòng với tâm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi lại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát, như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cái cánh. Cũng vậy, này tỳ kheo, bằng lòng với tâm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi thân, đi tại chỗ nào cũng mang theo
vị ấy thành tựu. Vị ấy thành tựu thánh giới uẩn này, nội tâm hưởng lạc thọ không khuyết phạm. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, u bi các ác bất thiện pháp không khởi lên. Vị ấy tự chế ngự các nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, u bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Vì ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vì ấy thành tựu thánh hộ trì các căn này, nội tâm hướng lạc thọ không uế nhiễm. Vì ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tai, khi duỗi tai đều tỉnh giác, khi mang y kép bình bát thường y đều tỉnh giác, khi ăn uống nhai nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi đứng ngồi nằm thức nói yên lặng đều tỉnh giác. Vị ấy thành tựu thánh giới uẩn này, thành tựu thánh bộ trí các căn này, thành tựu thánh chánh niệm tỉnh giác này. Lựa một trú xứ thanh văn như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời đóng rơm. Sau khi ăn xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly dục tham, gột rửa tâm hết dục tham, từ bỏ sân hận. Vị ấy sống với tâm không sân hận, từ bỏ lòng. Vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn, thương xót tất cả chúng sanh hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thủy miên. Vị ấy sống thoát ly hôn trầm thủy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thủy miên, từ bỏ trạo cử hối quá. Vị ấy sống không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá, từ bỏ nghi ngờ. Vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Vì ấy sau khi từ bỏ năm triền cái này, các pháp làm tâm cấu uế, làm trí tuệ trở thành yếu ớt. Vì ấy ly dục, ly pháp, bất thiện, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do dục. Chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục, ly bất thiện pháp, ly dục sanh với tầm với tứ. Vì ấy diệt tâm và vì ấy diệt tầm và tứ, chứng thiền,
chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái lỵ lạc do định sanh không tầm không tứ nội tịnh nhất tâm. Vì ấy ly hỷ trú xả chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú chứng và an trú thiền thứ ba. Vì ấy xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh với tâm định tịnh thanh tịnh trong sáng, không cấu nhiệm không phiền não, nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bất động như vậy. Vì ấy hướng tâm đến túc mạng trí, vì ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, hai mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoài kiếp, nhiều thành kiếp. Vì ấy nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra ở đây. Như vậy vì ấy nhớ đến những đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết với tâm định tịnh thuần tịnh trong sáng, không cấu nhiệm không phiền não, nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bất động như vậy. Vì ấy hướng tâm đến sanh tự trí của chúng sanh với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vì ấy tuệ tri rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Vị ấy nghĩ rằng, thật sự những chúng sanh nào thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọ xứ địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu về thiện hạnh về thân, thành tựu thiện hạnh về lời nói, thành tựu thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú thiên giới trên đời này. Như vậy vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vị ấy tuệ tri rõ rằng chúng sanh, người hà liền, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Với tâm định tịnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí, vị ấy tuệ tri như thật, đây là khổ. Tuệ tri như thật, đây là khổ tập. Tuệ tri như thật, đây là khổ diệt. Tuệ tri như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Tuệ tri như thật, đây là những lậu hoặc. Tuệ tri như thật, đây là nguyên nhân của các lậu hoặc. Tuệ tri như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc. Tuệ tri như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ biết như vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân
đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát. Vì ấy tuệ tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc cần làm đã làm, sao đời hiện tại không có trở lui đời sống nữa. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là hạng người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Vì ấy không tự hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm thấy lạc họ, từ ngã trú vào phạm thể. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Bát Hành thứ 52, Athaka Maraga Sutta. Như vậy tôi nghe, một thời Tôn giả Ananda trú ở Vesali Tỳ Xá Ly tại Trúc Lâm ấp. Lúc bấy giờ gia chủ Na Sama, người ở thành Athaka đến tại Phà Ti Li Phuta Ba La Lị Phất Thành có công việc. Rồi gia chủ Na Sama, người ở thành Athaka đi đến Khu Tà Nà La Cây Viên, đến một kỳ tỳ kheo đảnh lễ vị này rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Đa Sa Na, người ở thành Athaka thưa với tỳ kheo ấy: Bạch Tôn giả Ananda nay trú ở đâu? Chúng con muốn gặp Tôn giả Ananda. Này gia chủ, Tôn giả Ananda nay ở Vesali tại ấp Beluvagamaka. Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Athaka, sau khi làm xong công việc ở Phà Ta Li Phuta, liền đi đến Vesali ấp Beluvagamaka, đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Dasana, người ở thành Athaka thưa với Tôn giả Ananda: Bạch Tôn giả Ananda, có pháp độc nhất gì do Thế Tôn bậc trí giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố, nếu có tỳ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, song hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, hay các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, đi đến đoạn trừ, hay pháp an ổn khỏi các ách phường chưa chứng đạt được chứng đạt. Này gia chủ, có pháp độc nhất do Thế Tôn bậc trí giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố, nếu có tỳ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, song hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phường chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Bạch Tôn giả Ananda, pháp độc nhất ấy là gì? Do Thế Tôn bậc trí giả, kiến giả, bậc A-la-hán chánh đẳng giác tuyên bố, nếu có tỳ kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, song hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, và này và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phượng chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Ở đây này gia chủ, tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, vì ấy suy tư và biết và được biết sơ thiền này là pháp hữu vi.
vì do si tư tác thành, phàm vật gì là pháp hữu phi. Do si tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt, vì ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vì ấy đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn bậc trí giả kiến giả bậc A La Hán chánh đẳng giác tuyên bố. Nếu tỳ kheo nào không phóng dật nhiệt tâm tinh cần song hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phượng chưa được chứng đạt, được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, vì tỳ kheo diệt tầm và tứ chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm, vì ấy suy tư biết được thiền thứ hai này là pháp hữu vi. Do suy tư tác thành, phàm vật gì là hữu vi. Do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt, vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn bậc trí giả bậc kiến giả bậc A La Hán chánh đẳng giác tuyên bố. Nếu tỳ kheo nào không phóng dật nhiệt tâm tinh cần song hành trì theo pháp, thời các vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phượng chưa chứng đạt được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú chứng và trú thiền thứ ba, vì ấy suy tư và được biết thiền thứ ba này là pháp hữu vi. Do suy tư tác thành, phàm sự vật gì là pháp hữu vi. Do suy tư tác thành, sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt, vì ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc chưa chứng đạt được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tùy theo xả lạc xả khổ diệt hỷ u, đã cảm thọ trước chứng và trú thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh, vì ấy suy tư biết được biết thiền thứ tư này là pháp hữu vi. Do suy tư tác thành, phàm sự vật gì là pháp hữu vi. Do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt, vì ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc chưa chứng đạt được chứng đạt. Lại nữa, này gia chủ, tùy theo an trú biến mạng một phương với tâm câu hữu với từ cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư như vậy, cùng khắp vô biên giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy trú biến mạng với tăng câu hữu với từ quảng đại vô biên không hận không sân, vị ấy suy tư và được biết từ tâm giải thoát này là pháp hữu vi. Do suy tư tác thành,
phàm vật gì là hữu vi do suy tư tác thành. Thời vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy do vượng trú ở đây, đoạn trừ các lậu hoặc chưa chứng đạt được chứng đạt. Lại nữa này gia chủ, tùy theo an trú biến mạng một phương, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, với tâm câu hữu với xả. Cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vì ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên không hận không sân. Vì ấy suy tư và được biết xả tâm giải thoát này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm việc gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy chứng và trú ở đây, đoạn trừ các lậu hoặc chưa chứng đạt được chứng đạt. Lại nữa này gia chủ, tùy theo vượt lên mọi sắc tượng, diệt trừ mọi chướng ngại tượng, không tác ý với dị tượng. Tùy theo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Vị này suy tư được biết không vô biên xứ này là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc chưa chứng đạt được chứng đạt. Lại nữa này gia chủ, tùy theo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Vị này suy tư và được biết thức vô biên xứ định này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, sự chịu sự đoạn diệt. Vì ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc chưa chứng đạt được chứng đạt. Lại nữa này gia chủ, tùy theo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ. Vị này suy tư và được biết vô sở hữu xứ định này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vì ấy vượt trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc, và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vì ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Lại nữa này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn bậc trí giả, kiến giả, bậc a la hán chánh đẳng giác tuyên bố. Nếu tùy theo nào không phong vật, nhiệt tâm tinh cần sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, pháp vô thượng an ổn, khỏi các ách phường chưa được chứng đạt được chứng đạt. Khi được nghe nói vậy, gia chủ Đa Sa Ma, người ở thành Ác Tha Ca, bạch tôn giả A Nan Đà, bạch tôn giả A Nan Đà, như người tìm một kho tàng cất giấu, trong một lúc tìm được 11 kho tàng cất giấu. Cũng vậy bạch tôn giả, con đi tìm một pháp môn bất tử mà được nghe một lần 11 pháp môn bất tử. Bạch tôn giả, như ngôi nhà người ta có đến một cửa, khi ngôi nhà bị cháy thì chỉ do một cửa người ta cũng có thể thoát ra một cách an toàn.
Cũng vậy, bạch tôn giả, chỉ với một cửa bất tử trong 11 cửa bất tử này, con có thể đạt được sự an toàn cho con. Bạch tôn giả, đệ tử các ngoại đạo này sẽ tìm cầu tiền của cúng dường cho vị thầy của mình. Sao con lại không cúng dường cho tôn giả Ananda? Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Athaka, cho mời hợp tỳ kheo tăng ở Pataliputra và Vesali tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, tặng cho mỗi tỳ kheo mỗi vị một cặp y, tặng cho tôn giả Ananda ba y, và xây dựng một tăng xá trị giá 100 đồng tiền vàng, hay có 500 căn phòng cho tôn giả Ananda. Kinh Hữu Học thứ 53, Sakaputa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn sống giữa các Saka Thích Ca tại thành Kapilapatu, tại tinh xá Nigora. Lúc bấy giờ, một ngôi giảng đường mới được dựng lên không bao lâu cho các Sakya ở Kapilapatu, và chưa được một Sa Môn, Bà La Môn hay một người nào đến ở. Rồi các Sakya ở thành Kapilapatu đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, các Sakya ở Kapilapatu đang ngồi một bên bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, có một ngôi giảng đường mới được dựng lên không bao lâu cho các Sakya ở Kapilapatu, và chưa được một Sa Môn, Bà La Môn hay một người nào đến ở. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy dùng nhà giảng đường ấy trước tiên, rồi các Sakya ở Kapilapatu sẽ dùng sau. Và như vậy các vị Sakya ở Kapilapatu sẽ hưởng được hạnh phúc an lạc lâu dài. Thế Tôn im lặng nhận lời. Các vị Sakya ở Kapilapatu sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn thân phía hữu, hướng về ngài rồi đi đến ngôi giảng đường. Sau khi đến, cho lấy niệm trải khắp giảng đường, sắp đặt chỗ ngồi, đặt ghè nước, treo đèn dầu, rồi đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, các Sakya ở Kapilapatu đứng một bên bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ngôi giảng đường đã được trải niệm, tất cả các chỗ ngồi đã được sắp đặt, ghè nước đã được đặt sẵn, đèn dầu đã được treo lên. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy làm những gì Thế Tôn nghĩ là hợp thời. Rồi Thế Tôn đắp y, cặp y bát cùng với chúng tỳ kheo tăng đi đến giảng đường. Sau khi đến, ngài rửa chân bước vào ngôi giảng đường và ngồi xuống dựa vào cột ở giữa mặt hướng phía đông. Chúng tỳ kheo tăng sau khi rửa chân bước vào giảng đường rồi ngồi tựa vào bức tường phía tây mặt hướng về phía đông với Thế Tôn ngồi trước họ. Các Sakya ở thành Kapilapatu cũng vừa rửa chân bước vào ngôi giảng đường rồi ngồi xuống dựa vào bức tường ở phía đông mặt hướng phía tây với Thế Tôn ngồi trước mặt. Rồi Thế Tôn cho đến nửa đêm thuyết pháp, khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các Sakya ở Kapilapatu, rồi nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy giảng học hữu đạo cho các Sakya ở Kapilapatu. Ta bị đau lưng, ta sẽ nằm nghỉ. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda,
Vân đáp Thế Tôn, rồi Thế Tôn trải đại y gấp bốn lại nằm xuống phía trên, bên hông hữu như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. Rồi Tôn giả A Nan Đà nói với Sakya Ma Hà Nà Ma: Ở đây này Ma Hà Nà Ma, vị thánh đệ tử thành tụ giới hành, hộ trì các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, thành tụ bảy diệu pháp, hiện tại lạc trú thiệt bốn thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Và này Ma Hà Nà Ma, thế nào là vị thánh đệ tử thành tụ giới hạnh? Ở đây này Ma Hà Nà Ma, vị thánh đệ tử có giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bồn và ti mô kha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những loại nhỏ nhặt, thọ lành và tu học các học pháp. Này Ma Hà Nà Ma, như vậy là vị thánh đệ tử hành tụ giới hạnh. Và này Ma Hà Nà Ma, thế nào là vị thánh đệ tử hộ trì các căn? Ở đây này Ma Hà Nà Ma, vị thánh đệ tử khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ưu các ác bất thiện pháp khởi lên, vì ấy tự chế ngự, nguyên nhân ấy hộ trì nhãn căn, thực thành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ưu các ác bất thiện pháp khởi lên, vì ấy chế ngự, nguyên nhân ấy hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. Này Ma Hà Nà Ma, như vậy là vị thánh đệ tử hộ trì các căn. Và này Ma Hà Nà Ma, thế nào là vị thánh đệ tử biết tiết độ trong ăn uống? Ở đây này Ma Hà Nà Ma, vị thánh đệ tử chân chánh giám sát, thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì phạm hạnh. Nghĩ rằng như vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không phạm phải lỗi lầm, sống được an ổn. Này Ma Hà Nà Ma, như vậy là vị thánh đệ tử biết tiết độ trong sự ăn uống. Và này Ma Hà Nà Ma, thế nào là vị thánh đệ tử chú tâm tỉnh giác, chú tâm cảnh giác? Ở đây này Ma Hà Nà Ma, vị thánh đệ tử ban ngày trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gộp sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gộp sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm trong canh giữa, vị này nằm xuống phía hông bên phải, dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy. Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gộp sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Này Ma Hà Nà Ma, như vậy là vị thánh đệ tử chú tâm cảnh giác. Và này Ma Hà Nà Ma, thế nào là vị thánh đệ tử thành tụ bảy diệu pháp? Ở đây này Ma Hà Nà Ma, vị thánh đệ tử có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai,
Ngài là Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vì này có lòng tàm, tự xấu hổ, vì thân ác hạnh, khổ ác hạnh, ý ác hạnh, tự xấu hổ, vì thành tựu ác, bất thiện pháp. Vì này có lòng quý, tự sợ hãi ác hạnh, sự sợ hãi vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu ác, bất thiện pháp. Vị này là vị đa văn, nhớ nghĩ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì đọc tụng bằng lời, được ý suy tư, được chánh kiến thể nhập, vị ấy sống tinh cần, tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các pháp, các thiện pháp, nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. Vị ấy có niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, nhớ lại là nhớ nhiều lần những gì đã làm từ lâu, nói đã nói từ lâu. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thành tựu thể nhập, đưa đến chân chánh, đoạn tận khổ đau. Này Ma Hà Nà Ma, như vậy là vị thánh đệ tử thành tựu bảy diệu pháp. Và này Ma Hà Nà Ma, thế nào là vị thánh đệ tử hiện tại lạc trú bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức? Ở đây này Ma Hà Nà Ma, vị ấy ly dục, ly bất thiện, thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, diệt tầm và tứ. Vì ấy chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh, nhất tâm, ly hỷ, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Vị ấy chứng và trú thiền thứ ba, một trạng thái hỷ lạc, một trạng thái xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước. Vị ấy chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Ma Hà Nà Ma, như vậy là vị thánh đệ tử hiện tại lạc trú bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí xứ. Này Ma Hà Nà Ma, khi một vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, biết tiết độ trong ăn uống như vậy, chú tâm cảnh giác như vậy, đầy đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại là trú bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí xứ như vậy. Này Ma Hà Nà Ma, vị thánh đệ tử ấy được gọi là đang đi trên con đường hữu học, có chứng không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các ách phượng. Này Ma Hà Nà Ma, ví như có 8, có 10 hay có 12 trứng gà, được gà mái khéo ấp, ngồi khéo ấp nóng, khéo ấp dưỡng, dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ý muốn mong rằng các con gà của ta sau khi phá vỡ vỏ trứng với móng chân hay với mỏ của chúng thoát ra ngoài một cách an toàn, những con gà con ấy sau khi phá vỏ trứng với móng chân hay mỏ của chúng có thể thoát ra ngoài một cách an toàn cũng vậy. Này Ma Hà Nà Ma, khi một vị thánh đệ tử hành tụ giới hạnh như vậy,
hộ trì các căn như vậy, tiết độ trong ăn uống như vậy, chú tâm cảnh giác như vậy, đầy đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại là chú bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí xứ như vậy. Này Ma Hà Nà Ma, vì thành đệ tử ấy được gọi là đang đi trên con đường hữu học có chứng, không bị hư hoại, có khả năng phá vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các ác vượng. Này Ma Hà Nà Ma, vì thành đệ tử ấy khi chứng được vô thượng xả niệm thanh tịnh này, nhớ đến các đời sống quá khứ sai biệt như một đời hai đời như trên, nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Đây là sự phá vỡ thứ nhất của con gà con ra khỏi vỏ trứng. Này Ma Hà Nà Ma, vì thánh đệ tử ấy khi chứng được vô thượng xả niệm thanh tịnh này với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vì ấy biết rõ chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng ở đây. Đây là sự phá vỡ thứ hai của con gà con ra khỏi vỏ trứng. Này Ma Hà Nà Ma, vì thánh đệ tử ấy khi chứng được vô thượng xả niệm thanh tịnh này với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình ngay trong hiện tại với thắng chí trực ngộ chứng đàn và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tắc giải thoát, tuệ giải thoát. Ở đây là sự phá vỡ thứ ba của con gà con ra khỏi vỏ trứng. Này Ma Hà Nà Ma, vì thánh đệ tử nào thành tựu giới hạnh như vậy, thuộc về hạnh đức của vị ấy. Này Ma Hà Nà Ma, vì thánh đệ tử nào hộ trì các căn như vậy, thuộc về hạnh đức của vị ấy. Này Ma Hà Nà Ma, vì thánh đệ tử nào có tiết độ trong ăn uống như vậy, thuộc về hạnh đức của vị ấy. Này Ma Hà Nà Ma, vì thánh đệ tử nào chú tâm cảnh giác như vậy, thuộc về hạnh đức của vị ấy. Này Ma Hà Nà Ma, vì thánh đệ tử nào đầy đủ bảy diệu pháp như vậy, thuộc về hạnh đức vị ấy. Này Ma Hà Nà Ma, vì thánh đệ tử nào hiện tại là trú bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí xứ như vậy, thuộc về hạnh đức của vị ấy. Này Ma Hà Nà Ma, vì thánh đệ tử nào nhớ đến các đời sống quá khứ sai biệt như một đời hai đời như trên, cùng với các nét đại cương và các chi tiết như vậy, thuộc về tri đức của người ấy. Này Ma Hà Nà Ma, vì thánh đệ tử nào với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, vì ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh, như vậy thuộc về trí đức của vị ấy. Này Ma Hà Nà Ma, vì thánh đệ tử nào với sự đoạn tận các lậu hoặc, tự mình ngay trong hiện tại với thánh trí chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như vậy thuộc về trí đức của vị ấy. Như vậy, này Ma Hà Nà Ma, vì thánh đệ tử được gọi là minh cụ túc, hạnh cụ túc, minh hạnh cụ túc. Này Ma Hà Nà Ma, Phạm Thiên Sa Na Ngu Mà Ra Thường Đồng Hình Phạm Thiên có nói bài kệ như sau: chúng sanh tinh giai cấp, vương tộc là tối thân, vì minh hạnh cụ túc, tối thân ở nhân thiên. Này Ma Hà Nà Ma, bài kệ ấy được Phạm Thiên Sa Na Cu Nà Ra khéo hát, không phải vụng hát, khéo nói, không phải vụng nói, có ý nghĩa, không phải không ý nghĩa, được Thế Tôn ấn khá.
được Thế Tôn ân khả. Rồi Thế Tôn ngồi dậy nói với Tôn giả A Nan Đà: lành thai A Nan Đà, thật lành thai này A Nan Đà. Người mà người đã giảng thụ học đạo cho các sa kha thích tử ở Ca Phi La Pha Thu Ca Tỳ La Vệ. Tôn giả A Nan Đà thuyết giảng như vậy, bậc đạo sư ấn khá, các vị sa kha ở Ca Phi La Pha Thu hoan hỷ tín thọ lời. Tôn giả A Nan Đà dạy: thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại, những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hương, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Nay chúng con xin quy y với Thế Tôn, chúng con xin quy y với chánh pháp của Thế Tôn, chúng con xin quy y với chúng tỳ kheo tăng đoàn thể hòa hợp từ bi yêu thương của Thế Tôn. Xin Thế Tôn nhận cho chúng con làm đệ tử, và từ nay cho đến mệt chung, chúng con xin trọn lòng quy ngưỡng. Nam mô Sakya Muni Buddha Gotama Chiến Thành Bậc Trí Đức Viên Mãn. Nam mô Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy Nikaya.